Kính thưa các bạn, hôm nay Quốc Võ chia sẻ cái clip thứ hai. Cái clip này thì mình đặc biệt nói về nhân vật là người vợ của anh Tâm, là chị Tuổi. Trong cái khoảng thời gian vừa qua, cũng mới có hơn một tuần thôi, mà nó có rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra, những cái ý kiến trái chiều, những vụ lùm xùm về cái vấn đề về tiền nong của Mạnh Thường Quân gửi đến cho chị Tuổi này. Đặc biệt thì phải nói thật ra là gửi đến cho anh Tâm, chứ không phải gửi đến cho chị Tuổi. Bởi vì anh Tâm là cái người cần. Và mọi người Mạnh Thường Quân ở khắp nơi thương cái hoàn cảnh của anh Tâm, cho nên mới gửi tiền về. Chứ không phải chúng ta nhận định một điều rằng chúng ta không phải gửi tiền cho chị Tuổi, phải không ạ? Thì có rất là nhiều YouTuber đã nhận tiền của Mạnh Thường Quân cũng vì cái tấm lòng của họ, và họ chia sẻ lên trên clip và được mọi người quan tâm, cho nên là họ mới nhận được một số tiền cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là khi mà họ đến bệnh viện đó thì chị Tuổi lại không cho họ quay phim đó. Vì vậy cho nên là họ mới cảm thấy buồn và họ mang tiền về lại, và tất nhiên là điều đó đã khẳng định một điều rằng là chị Tuổi sẽ không có một cái đồng nào cả của Mạnh Thường Quân. Rồi cộng đồng mạng dậy sóng, những cái lời mà nói không hay về chị Tuổi này đã được chị Tuổi đọc được trên mạng. Và sau đó là có một YouTuber tới phỏng vấn chị Tuổi đó, thì chị nói rằng là chị sẽ không có nhận tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Bởi vì cho bao nhiêu mà chửi quá trời chửi rồi, bây giờ chị rất là đau lòng, chị không có nhận nữa. Thì cái chuyện đó thì rất là nhiều những lời bình luận của khắp nơi. Và có người khen, có người chê, nhưng mà đa số là coi như là chê và có thể là sẽ kêu gọi không quyên góp nữa cho chị Tuổi nữa. Thì phải nói qua cái câu chuyện này mình cũng cảm thấy hơi hơi buồn về cái sự nhận định về cái cách cư xử của người với người, thì nó có những cái điều mà không hay. Có thể là họ không hẳn là họ nghĩ như vậy, nhưng mà qua cái vấn đề về cái lối sống nè, về cái vấn đề về cái cách nhận thức về cuộc sống nè, cái kiến thức có học tại trường và những cái gì, cái kinh nghiệm đã trải qua, làm cho họ không có biết cách để hành xử theo đúng theo cái cách cư xử của người với người, làm cho những cái người mà họ đến giúp mình đó, họ lại gây ra những cái điều bất thiện cảm. Thì với cái chuyện tuổi này đó, đây là một bài học kinh nghiệm rất là xương máu. Phải nói rằng là bất cứ một cái gì mà nó dính tới vấn đề về tiền nong á, là nó gây ra cái điều phiền toái lắm các bạn, rất là phiền toái luôn, không chỉ do cái người trong cuộc mà do cho cả YouTuber nữa. Bởi vì cũng có rất là nhiều những cái lời mà bàn tán không hay xảy ra cho những YouTuber, là nói rằng là ăn chặn từ thiện này nọ, rồi rất là nhiều 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 lắm các bạn. Nhưng mà phải nói rằng là cái người nào mà làm công việc từ thiện này dính vào đó thì phải có là phải để cái đủ duyên và cái tâm dữ lắm, cái lòng nhiệt tình dữ lắm luôn mới làm được, chứ không phải ai cũng làm được. Thì cái clip trước đây á, hồi sáng này Quốc Võ cũng đã chia sẻ về anh Tâm rồi, thì Quốc Võ cảm nhận được rằng là anh Tâm là người tốt thật sự. Cái vấn đề về có nhiều người nói rằng là anh Tâm là rượu chè cờ bạc vậy đó, thì cái này Quốc Võ đã được xác nhận bởi cái anh Tạo, là cái anh mà chủ đó, cái người mà hay mướn anh Tâm làm cho mình đó, và cũng đã từng nhậu nhẹt chung với nhau đó. Thì anh Tạo xác nhận ra một điều rằng là anh Tâm này ảnh không phải là bê tha. Ảnh là một người có trách nhiệm, một người cha có trách nhiệm với con cái, và một người chồng có trách nhiệm với vợ của mình, và một người cũng siêng năng làm việc. Tuy nhiên cái chân của ảnh nó bị vấn đề về đau, vì một năm trước là bị tai nạn giao thông, cho nên ảnh không có đủ sức giống như một người bình thường để làm việc. Vì vậy cho nên là làm việc theo mùa thôi, ai mướn đâu làm đó và làm theo khả năng, đó là như vậy. Và mỗi lần nhậu vô đó thì ảnh thường hay khóc và thường hay kể về cái câu chuyện của cái bản thân của mình, về gia đình của mình có những cái điều nó không có được đẹp đẽ so với những người cùng trang lứa, cho nên anh buồn về chuyện gia đình của mình, cho nên anh khóc. Chứ thật sự mà nhậu ra nhậu nhẹt vô đó thì ổng không có về phá làng phá xóm, ổng không có chửi vợ đánh con, ổng không có chửi cha mắng mẹ, vân vân. Như vậy là một người bình thường, tại vì đàn ông ai cũng nhậu, không có chuyện gì là làm hết, thì coi như là làm về xong rồi nhậu chứ làm gì vậy. Nhưng mà nhậu sao cho nó đúng, nó vừa chừng mực, nó vừa phải là ok. Còn riêng người vợ đó
Thì thật sự thì Mạnh Thường Quân gửi tiền về đó là những người mà đã từng gửi tiền về rồi đó thì họ cũng không có nghĩ gì và có vấn đề về cho có lầm hay là không. Cũng giống như Quốc Võ thì mình đã cho thì mình hoan hỷ mình cho. Cái số tiền đó thì cũng đã được bỏ vào trong cái công việc điều trị của anh Tâm rồi. Và đến thời điểm này thì anh Tâm ảnh cũng vẫn đang tiếp tục điều trị chứ không phải là nó hoàn hảo trong vấn đề chữa trị gì cả. Nó vẫn còn đang theo dõi và đang hàng ngày vẫn từng cái miếng thịt ngoay quanh cái chỗ mà rắn cắn đó nó vẫn vẫn bị hoại tử và vẫn bị lóc ra rồi vẫn bị truyền máu huyết thanh và vẫn được theo dõi và cái tiến trình này nó kéo dài phải nói rằng là dài ngày chứ không phải một hai ngày mà xuất viện được các bạn. Bởi vậy cho nên là chúng ta thương là thương chúng ta thương thành tâm chứ không phải là chúng ta thương chị tuổi đó. Cho nên đó là đối với người Mạnh Thường Quân mà thật sự đã gửi tiền về rồi đó thì mình nghĩ họ sẽ không có nghĩ gì về vấn đề này. Tuy nhiên có những cái điều nó cảm thấy nó không được hay nó xảy ra. Đến thời điểm này thì nhiều người đã quay lưng về phía chị tuổi thì đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm dành cho những người mà sau này biết cách mà đối xử với nhau. Có một vài kênh YouTube đã lên tiếng nói là tha thứ cho chị tuổi rồi. Nói chung là mọi người cũng nên hoan hỷ bỏ qua và đừng có chửi nặng lời. Bởi vì khi mình chửi nặng lời ra thì thứ nhất là người ta không nghe thì cái lời đó nó thuộc về mình. Nó gây ra những cái điều nó không hay. Và chúng ta cứ cứ nói như là hãy ý đẹp đi. Mình nghĩ về những điều tốt đẹp hơn thì nó sẽ nhẹ nhàng trong lòng của mình hơn. Thay vì thì mình cứ cay cú, mình chửi này chửi nọ thì thôi mình cứ nói những cái lời tốt đẹp để cho mọi việc nó nhẹ nhàng và mình không thích coi nữa thì thôi mình coi những trường hợp khác nó đẹp hơn. Bởi vì có rất là nhiều những trường hợp ngoài xã hội kia. Hồi sáng này mình coi cái kênh của Lê Thăng Thiện có cái cô đó cổ nuôi tới 500 con mèo đó các bạn. Có nhiều 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 cái trường hợp nó hay lắm mà nó hy hữu mà nó rất là hiếm có trong xã hội Việt Nam hiện nay. Có những thứ mình không thể tin vào mắt của mình được. Và thật sự thì ở khắp mọi nơi người Việt Nam chúng ta từ trong nước tới ngoài nước đều mong muốn có những cái sự đóng góp nào đó rất là tích cực cho những người cơ nhỡ thì quả thật là điều rất là tốt tốt đẹp. Và hàng hà sa số những trường hợp cần phải giúp đỡ ở ngoài kia vẫn còn, cho nên mỗi người mỗi mỗi duyên duyên đến rồi duyên đi thôi. Thì mình không giúp gì trường hợp này thì mình giúp được trường hợp khác. Nói chung là mình cũng nhờ vào những kênh YouTube để mình biết thêm những cái trường hợp mà ngoài kia nó có những cái gì cần giúp hay không và mình tự nhiên mình xem là mình thích liền mình muốn giúp liền các bạn, có những trường hợp như vậy đó. Thì câu chuyện này nó rồi nó cũng sẽ đi vào quên lãng thôi, cái đâu hay hay cái đó. Cho nên là mình mong rằng khi mà sau này mà anh Tâm mạnh khỏe lại rồi đó mà giả sử như cái số tiền của Mạnh Thường Quân mà nó còn còn dư đó thì nên nên chia sẻ lại cho những mảnh đời khó khăn khác theo cái ước nguyện theo những cái gì mà hồi xưa chị tuổi chị đã từng từng nói đó thì mình nên chia sẻ lại để cho đó là một cái phước phước báo đó. Thì cậu sáng này có nghe coi cái clip á thì thấy là chị tuổi chị có được phỏng vấn về một kênh YouTube và chị gọi điện thoại cho anh Thắng là tài xế và nói rằng là anh Thắng là hãy tới chỗ bệnh viện để chị có một vài lời cảm ơn và nói một vài điều. Riêng cái kênh của anh Lê Thăng Thiện đó thì chị tuổi chỉ liên lạc mấy lần mà không được, chắc là Lê Thăng Thiện buồn lòng cái gì đó. Bởi vì khi mình làm thiện nguyện mà mình có những cái điều mà nó không có vừa ý đó, thì nó gây ra những cái chuyện buồn phiền trong lòng đó thì cũng khó. Với lại Lê Thăng Thiện là cũng làm những cái clip khác, những mảnh đời khác chứ không phải là chỉ có làm một cái câu chuyện của anh Tâm không, mà còn những cái câu chuyện khác nữa, giống như là hai bà cháu gì đó ở dưới quê lên đó, bà cháu mà đứa bên nhỏ gái 4 tuổi với lại bà mà nuôi con gái của bà đó, rồi cái câu chuyện của cái người mà cái cô mà nuôi 500 con mèo đó, rất là nhiều những cái câu chuyện khác nữa chứ không phải là chỉ có một câu chuyện của anh Tâm không.
Cho nên là cũng, nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng có những cái chuyện buồn lòng gì đó mà anh thì anh sẽ không có không liên lạc với lại chị tuổi này đó, là như vậy, như vậy. Cho nên mình cũng mong có những cái clip nào đó mà để nói rõ hơn về câu chuyện này để cho mọi người cùng cùng theo dõi. Thì nói tóm lại đó, một cái điều rằng là nếu như mà chị tuổi này chỉ có cái cách ăn nói, cái cách hành xử đúng đắn, cái cách hành xử mà nó nhẹ nhàng, nó tình cảm và nó có thể là nó hay hơn đối với những người ơn của mình, đặc biệt là những mạnh thường quân, những YouTuber, những nhà hảo tâm, thì nó sẽ tốt đẹp rất là nhiều. Biết bao nhiêu số tiền của mạnh thường quân gửi về có thể nói là bạc tỷ, nhưng mà do cái cách hành xử nó không có đúng đắn. Giả sử như bây giờ giống như hồi sáng này Quốc Võ nói rằng coi cái clip mà chị tuổi chỉ nói rằng chỉ không có nhận tiền mạnh thường quân nữa đó. Tại vì cho mà chửi thì cũng như không, thì thay vì nói như vậy đó thì sẽ có một cách nói khác nó hay hơn. Một là không nói gì cả, hai là có nói thì mình vẫn tiếp tục nói những lời cảm ơn mạnh thường quân thôi các bạn, chứ không có nên trách cứ, bởi vì họ thương mình họ mới cho. Bởi vì cái sự mà thật ra đó thương á thì nó dễ, mà ghét á, ghét mà thì nó dễ mà thương nó khó lắm. Mình chỉ cần hả, mà khi mà họ đã thương rồi mà họ đã ghét là không bao giờ mà thương thương là được hết á. Cho nên đừng có làm cho người ta ghét. Nói chung là có nhiều cách nói là cho nhẹ nhàng để cho người ta hiểu mình hơn, chứ không, mình không trách cứ. Bởi vì mình, bất cứ một cái người nào mạnh thường quân mà họ cho mình 1 đồng, 2 đồng, 1 triệu, 2 triệu cũng là cái người ân nhân của mình. Không thể nói những cái lời mà làm cho người ta buồn lòng được. Mình không thể trách người ta là cho mà chửi thì cũng như không, bởi tại vì mình đâu có biết là cái người cho mình họ có chửi hay không đâu. Những người chửi là những người nào đó, đôi khi những người đó không phải là mạnh thường quân. Cho nên á, là cái lời nói mà chị tuổi cần phải nói chỉ là những lời cảm ơn mạnh thường quân mà thôi, chứ không thể trách cứ người ta được. Còn những người nào mà họ chửi mình mà nặng quá đó, nặng lời quá, họ đặt điều vu khống, nói xấu hay là cái gì đó, thì cái đó là họ trả nghiệp cho mình. Chứ không phải là mình trách cứ họ, mình phải cảm ơn họ mới đúng. Nói chung là tất cả mọi thứ đều phải suy nghĩ một cách rất là nhẹ nhàng. Có nhân có quả, mình gieo cái gì mình gặt cái đó, vậy là như vậy là ok rồi đúng không ạ? Đó, những câu chuyện sơ sơ về chị tuổi này để cho các bạn hiểu thêm những câu chuyện bên trong của nó như thế nào. Quốc Võ cũng chưa dám khẳng định rằng ai là người đúng, ai là người sai, nhưng mà mình sẽ quan sát và mình chia sẻ theo cái cảm nhận của riêng Quốc Võ thôi đó. Có thể đúng với Quốc Võ mà cũng có thể là không đúng với mọi người, thì có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua, hoan hỷ. Và hôm nay là như thế thôi. Chúc cho các bạn một ngày thật là an lành hạnh phúc, và Quốc Võ sẽ chia sẻ những cái tin tức về vấn đề này vào những cái clip sau. Cảm ơn các bạn nha. I love you.